hoặc sơ thiền, hoặc cho đến đệ tứ thiền, hoặc không vô biên xứ, hoặc cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi bảo Bồ Tát, đây là chân đạo, chân hạnh, ông tu đạo này, hạnh này sẽ đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác. Ông do đạo này, do hạnh này, mau hết tất cả sanh lão bệnh tử, chứ chịu khổ sanh tử lâu làm gì? Thân khổ hiện tại còn nên nhàm chán vứt bỏ, cũng là cầu thân khổ ở tương lai. Nên tự suy nghĩ kỹ, bỏ sự tin tưởng trước kia đi. Thì này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, khi nghe lời đó, tâm họ bất động, cũng chẳng sợ hãi, nghi ngờ, chỉ nghĩ thế này. Nay bí xô này làm lợi ích cho ta chẳng nhỏ, có thể vì ta mà nói đạo pháp tương tự, khiến ta biết đạo này chẳng thể chứng quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, huống là có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại Bồ Tát ấy nghĩ như thế rồi, phát sanh hoan hỷ sâu sắc, lại nghĩ tiếp, nay bí xô này rất ích lợi cho ta, vì ta mà phương tiện nói pháp trở ngại, khiến ta biết rõ pháp trở ngại rồi, đối với đạo ba thừa, tự tại tu học. Này thiện hiện, bấy giờ ác ma biết Bồ Tát ấy, tâm rất vui mừng, lại nói thế này, này thiện nam tử, ngươi có muốn thấy các đại Bồ Tát trải qua thời gian lâu xa siêng năng tu hành hạnh vô ích chăng? Đó là chúng đại Bồ Tát trải qua hằng hà xa số đại kiếp, dùng vô lượng các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc thang, của cải, hương hoa, vân vân thượng diệu, để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen hằng hà xa số chư Phật Thế Tôn. Lại ở chỗ hằng hà xa chư Phật tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lệ, bát nhã, ba la mật đa. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, học an trụ pháp không nội, học an trụ pháp không ngoại, nội pháp không ngoại, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, pháp không không, không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, học an trụ chân như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu bốn niệm trụ, tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, học an trụ thánh đế phổ, học an trụ thánh đế tập diệt đạo. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu bốn tịnh lự, tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu pháp môn giải thoát không, tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu bậc cực hỷ, tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu năm loại mắt, tu sáu phép thần thông. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu pháp môn tăng ma địa, tu pháp môn đà la ni. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu mười lực Phật, tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu pháp không quên mất, tu tánh luôn luôn xả. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu các thần thông thủ thắng của Bồ Tát. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu tuổi thọ viên mãn, học truyền pháp luân, hộ trì chánh pháp. Cũng ở chỗ hằng hà xa chư Phật, tu trí nhất thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các chúng đại Bồ Tát ấy cũng gần gũi phụng sự hằng hà xa chư Phật, ở chỗ chư Phật thỉnh vấn đạo đại Bồ Tát. Nghĩa là nói như thế này, đại Bồ Tát an trụ đại thừa như thế nào? Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa như thế nào? Đại Bồ Tát học an trụ pháp không nội, học an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như thế nào?
Đại Bồ Tát học an trụ chân như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, xác định pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ như thế nào? Đại Bồ Tát tu bốn niệm trụ, tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào? Đại Bồ Tát học an trụ thánh đế khổ, học an trụ thánh đế tập diệt đạo như thế nào? Đại Bồ Tát tu bốn tịnh lự, tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào? Đại Bồ Tát tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như thế nào? Đại Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không, tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào? Đại Bồ Tát tu bậc cực hỷ, tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân như thế nào? Đại Bồ Tát tu năm loại mắt, tu sáu phép thần thông như thế nào? Đại Bồ Tát tu pháp môn Tam Ma Địa, tu pháp môn Đà La Ni như thế nào? Đại Bồ Tát tu mười lực Phật, tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát tu pháp không quên mất, tu tánh luôn luôn xả như thế nào? Đại Bồ Tát tu phép quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch như thế nào? Đại Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình như thế nào? Đại Bồ Tát tu các thần thông thủ thắng của Bồ Tát như thế nào? Đại Bồ Tát tu tuổi thọ viên mãn như thế nào? Đại Bồ Tát học chuyển đại pháp luân như thế nào? Đại Bồ Tát hộ trì chánh pháp khiến được tồn tại lâu dài như thế nào? Đại Bồ Tát tu trí nhất thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế nào? Thỉnh vấn hằng hà sa chư Phật Thế Tôn như thế, chư Phật vì họ lần lượt giảng thuyết. Các chú Đại Bồ Tát ấy, theo lời Phật dạy, an trụ tu học, trải qua vô lượng kiếp nỗ lực tinh tấn, còn chẳng thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Huống là sở tu sở học của các ông ngày nay mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, tuy nghe nói như vậy, nhưng tâm không đổi khác, chẳng kinh chẳng sợ, không nghi không hoặc, lại càng hoan hỉ nghĩ thế này. Nay bí xô này đem đến cho ta nhiều lợi ích, vì ta mà phương tiện nói pháp chứng đạo, khiến ta biết pháp chứng đạo này quyết định chẳng có thể chứng đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, huống là có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện khi ấy, ác ma kia biết tâm Đại Bồ Tát ấy chẳng thối lui, không sợ hãi, không nghi hoặc, liền ngay nơi ấy hóa làm vô lượng hình tượng bí xô nói với Bồ Tát: những bí xô này đều ở đời quá khứ mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, trải qua vô lượng kiếp tu hành các hạnh khổ hạnh khó làm mà chẳng có thể chứng đắc, nay đều thối lui trụ quả vị A-la-hán, các lậu đã hết, qua khỏi biển khổ thì làm sao mà các vị có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, thấy nghe như vậy rồi, liền nghĩ như thế này: nhất định là ác ma hóa làm hiện tượng bí xô như thế để nhiễu loạn tâm ta, nhân đó nói pháp tương tỏ chứng đạo, chứ không có Đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến địa vị viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, còn thối lui rơi vào địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác. Lúc bấy giờ Bồ Tát lại nghĩ thế này: nếu Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đến chỗ viên mãn mà chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chắc chắn không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát học an trụ pháp không nội, học an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát học an trụ chân như, học an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu bốn niệm trụ, tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì quyết không có việc đó.
Nếu Đại Bồ Tát học an trụ thánh đế khổ, học an trụ thánh đế tập diệt đạo đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu bốn tịnh lự, tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không, tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu bậc cực hỷ, tu bậc thi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu năm loại mắt, tu sáu phép thần thông đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu pháp môn Tam Ma Địa, tu pháp môn Đà La Ni đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu mười đức Phật, tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu pháp không quên mất, tu tánh luôn luôn xả đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu phép quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu các thần thông thủ thắng của Bồ Tát đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu tuổi thọ viên mãn đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát học chuyển pháp luân hộ trì chánh pháp đến chỗ viên mãn mà chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát tu trí nhất thiết, tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đến chỗ viên mãn mà chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì quyết không có việc đó. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thường hành bát nhã ba la mật đa thì luôn nghĩ thế này. Nếu Đại Bồ Tát theo lời Phật dạy, tinh cần tu học, thì thường chẳng xa lìa diệu hạnh đã nhiếp thọ là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Thường dùng phương tiện khuyên các hữu tình tinh cần tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Đại Bồ Tát ấy quyết định chẳng từ bỏ bố thí ba la mật đa, quyết định chẳng từ bỏ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, quyết định chẳng từ bỏ pháp không nội, quyết định chẳng từ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không bản mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Quyết định chẳng từ bỏ chân như, quyết định chẳng từ bỏ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Quyết định chẳng từ bỏ bốn niệm trụ, quyết định chẳng từ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Quyết định chẳng từ bỏ thánh đế khổ, quyết định chẳng từ bỏ thánh đế tập diệt đạo. Quyết định chẳng từ bỏ bốn tịnh lự, quyết định chẳng từ bỏ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, quyết định chẳng từ bỏ tám giải thoát, quyết định chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát không, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, quyết định chẳng từ bỏ bậc cực hỷ, quyết định chẳng từ bỏ bậc ni cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ,
bậc pháp vân, quyết định chẳng từ bỏ năm loại mắt, quyết định chẳng từ bỏ 6 phép thần thông, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn tam ma địa, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn đà la ni, quyết định chẳng từ bỏ 10 lực Phật, quyết định chẳng từ bỏ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, quyết định chẳng từ bỏ pháp không quên mất, quyết định chẳng từ bỏ tánh luôn luôn xả, quyết định chẳng từ bỏ trí nhất thiết, quyết định chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quyết định chẳng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, thường hành bát nhã ba la mật đa thì luôn luôn nghĩ thế này. Nếu Đại Bồ Tát hiểu biết việc ma, thì chẳng theo việc ma, hiểu biết bạn ác, thì chẳng nghe lời bạn ác, hiểu biết cảnh giới, thì chẳng chuyển theo cảnh giới. Đại Bồ Tát ấy quyết định chẳng từ bỏ bố thí ba la mật đa, quyết định chẳng từ bỏ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, quyết định chẳng từ bỏ pháp không nội, quyết định chẳng từ bỏ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tả mạng, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, quyết định chẳng từ bỏ chân như, quyết định chẳng từ bỏ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị, quyết định chẳng từ bỏ 4 niệm trụ, quyết định chẳng từ bỏ 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, quyết định chẳng từ bỏ thánh đế khổ, quyết định chẳng từ bỏ thánh đế tập diệt đạo, quyết định chẳng từ bỏ 4 tịnh lự, quyết định chẳng từ bỏ 4 vô lượng, 4 định vô sắc, quyết định chẳng từ bỏ 8 giải thoát, quyết định chẳng từ bỏ 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát không, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, quyết định chẳng từ bỏ bậc cực hỷ, quyết định chẳng từ bỏ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, quyết định chẳng từ bỏ năm loại mắt, quyết định chẳng từ bỏ 6 phép thần thông, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn tam ma địa, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn đà la ni, quyết định chẳng từ bỏ 10 lực Phật, quyết định chẳng từ bỏ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, quyết định chẳng từ bỏ pháp không quên mất, quyết định chẳng từ bỏ tánh luôn luôn xả, quyết định chẳng từ bỏ trí nhất thiết, quyết định chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quyết định chẳng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, khi nghe pháp yếu mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã nói, thì thâm tâm hoan hỷ, cung kính tín thọ, khéo hiểu nghĩa thú, tâm họ kiên cố, giống như kim cương, chẳng thể lay chuyển, chẳng thể lung lạc, thường xuyên tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên các hữu tình tinh cần tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, thì đối với cái gì thối truyền mà gọi là bất thối truyền? Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng sắc thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng thọ tưởng hành thức thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng sắc xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng sắc giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng thanh hương vị xúc pháp giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn thức giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn xúc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xúc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm chuyên sanh ra thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng địa giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng thủy hỏa phong không thức giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng vô minh thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, danh lão tử thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng tham thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng sân, tưởng si, các tưởng ác kiến thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Hết quyển thứ 326.